chúc khán giả nhiều niềm vui hạnh phúc và em có mặt tại chợ gạo cũ của ngày xưa. Ngôi chợ này được thành lập trước chợ gạo mới, nhưng mà bây giờ chợ gạo mới đã lớn hơn và người dân buôn bán nhiều hơn. Nơi đây đó, chợ gạo cũ này, người dân rất sáng buôn bán cũng vẫn là rất là tấp nập ạ. Ngôi chợ này có từ rất lâu đời, hồi thời ông bà nội của em là đã đi ngôi chợ này à. Bây giờ đây xung quanh đây người dân vẫn buôn bán tấp nập luôn, đầy đủ vào buổi sáng này, thức ăn thức uống quần áo ở phía trước cũng bán rất là nhiều luôn à. Bán quần áo rất là nhiều. Quá đẹp, quá đẹp, em được vài cái áo là rất là đẹp. Áo len Quảng Châu 80.000 áo, áo 80, hai áo 150, rất đẹp, bao lựa bán chị ơi. Áo len Quảng Châu 80.000 áo, áo 80, hai áo 150, rất đẹp, bao lựa bán chị ơi. Áo len Quảng Châu 80.000 áo, áo 80, hai áo 150, rất đẹp, bao lựa bán chị ơi. Chị xe ở chợ có bánh phê mỡ, phê mỡ chiên không nha. Dạ, bánh phê mỡ chiên không có, bán rất là nhiều đồ dùng. Nó bắt đầu vô đây là ngay trung tâm chợ khán giả mình, chợ khu 2 thị trấn Chợ Gạo, trong đó bán cũng thức ăn đầy đủ, thịt cá luôn. Bên mé dài ra đường này là đường đi ra cái ngã tư Đèn Chớp, là cầu cầu mới Chợ Gạo, cầu lớn ạ. Em chạy một cái vòng của chợ gạo cũ cho khán giả mình xem. Nãy là em chạy nhìn thấy một bên, còn một bên bên đây không thấy. Em chạy lại cho khán giả mình xem để ngắm lại cái chợ gạo của ngày xưa, chợ gạo đầu tiên ở thị trấn em ạ, có từ rất lâu đời ạ. Tuy nhỏ nhưng mà bán cũng rất là đầy đủ luôn, thức ăn thức uống rất là đầy đủ. Salon tóc, thuốc, tiệm thuốc, trái cây. Sáng trời không có nắng nên nhìn màu trời nó u như chuyển mưa rồi. Trong nhà lòng chợ này thì em có vào một lần rồi, nó rất là sầm uất luôn, bán người bán ở trong đó thì nó rất là chật, khung cảnh nó rất là tối và ẩm thấp. Vì vậy em không có vào chợ, em chỉ chạy vòng vòng ở ngoài thôi. Cô này bán rổ, bán đồ gia dụng bằng tre,
cái này là rất là bây giờ rất hiếm luôn, ít còn rồi, gia dụng bằng tre lắm mà đa số người ta sẽ xài bằng bằng hũ, nhưng mà những cái rau tre xài cũng sẽ rất là bền. Chợ gạo cũ ra đây là ngay đã tư đèn chớp của chợ gạo từ xuống Gò Công. Gò Công một đường lên Mỹ Tho hả? Rồi tới ngã tư đèn chớp rồi. Xe chạy quá trời ở phía trước luôn. Đó là cầu chợ gạo mới, là cầu lớn à.